Động chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ ăn món chính ngày hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan. Heineken, Pepsi Black, nhà tài trợ của UEFA Champions League, hân hạnh mang đến bạn chương trình này. Còn như ý nó đua đòi, chứ cái nhà này chính đời mai áo dài, nổi tiếng nhất cái Sài Gòn. Mỗi lần mà đem mở concert, cả cái Sài Gòn này đều náo loạn. Chúng ta hãy cùng nhanh đón Madame Kiều Bảo Hân. Con gái nhà Mai Thanh Nữ, trước tiên thì phải giỏi áo dài chứ. Cái đó là điều má muốn chứ phải con muốn. Bị đặt đi ra ngoài thi thố với người ta, rốt cuộc gì thua bởi một cái áo dài. Như ý, dù sau này có thế nào, con phải luôn nhớ lấy áo dài là vĩnh cửu, là cái gốc của cái nhà may này, nghe con. Cuba Sài Gòn, phim Việt chiếu rạp mới nhất và sớm nhất trên K cộng, 20 giờ thứ sáu ngày 30 tháng 3 2018 trên K cộng 1. Xem cả cộng ngay thật dễ dàng với thẻ cào mới của gói My Cả Cộng Now. Bước 1, tải ứng dụng My Cả Cộng trên cổng ứng dụng App Store hoặc Google Play. Bước 2, đăng nhập ứng dụng bằng tên truy cập và mật khẩu ở thẻ cào. Thỏa sức thưởng thức các nội dung giải trí trên Cả Cộng với thể thao đỉnh cao. Phim Việt độc quyền. Cao và xem ngay. Cả Cộng chúc mừng các khách hàng 3 tuần đầu tiên. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Mùa mới gia hạn tháng 3, bạn sẽ là người may mắn nhất trúng giải đặc biệt Auto Kia hay giải phần xe máy Yamaha. Gia hạn mua mới Cả Cộng ngay hôm nay. Cơ hội cũng lớn cho tất cả. Đại tiệc thể thao giải trí duy nhất trên Cả Cộng. Cày cấn vòng tứ kết Champions League và Europa League, ngoại hạng Anh, La Liga, tennis, phim rạp Cuba Sài Gòn. Nhắn tin về cú pháp để sở hữu giải đặc biệt. Cả Cộng chúc các bạn may mắn. Ho do dị ứng thời tiết, ho do viêm họng, viêm phế quản, phế hư gây ho dai dẳng lâu ngày. Con tôi thường ho khi thời tiết thay đổi. Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, kế thừa phương thuốc cổ truyền, gia thêm các vị thuốc dân gian, ô mai, vỏ quýt, mật ong. Bổ phế trừ ho, hóa đờm, điều trị hiệu quả các chứng ho do dị ứng thời tiết,
ho lạnh, ho gió, ho tái đi tái lại, ho dai dẳng lâu ngày. Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh. Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ca cộng chúc mừng các khách hàng 3 tuần đầu tiên. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Mùa mới gia hạn tháng 3, bạn sẽ là người may mắn nhất. Chúng giải đặc biệt Autopia hay giải phần xe máy Yamaha. Gia hạn mua mới ca cộng ngay hôm nay. Cơ hội cũng như lớn cho tất cả. Đại tiệc thể thao giải trí duy nhất trên ca cộng. Ngày tấn công với kết Champions League và Europa League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Tennis, phim rạp Cuba Sài Gòn. Nhắn tin về cú pháp để sở hữu giải đặc biệt. Cả cộng chúc các bạn may mắn. Bác sĩ bảo em bị viêm đại tràng. Viêm đại tràng nha, tôi có bảo bối cho ông đây. Men vi sinh Bifina R. Thường ngày tôi uống cái Bifina này. Bây giờ tôi muốn ăn cái gì thì ăn, muốn uống cái gì thì uống. Hàng của Nhật đấy, chất thật. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.